Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của LT Family. Thì cũng đã lâu rồi mọi người nhỉ. Thì cũng bắt đầu là từ 6 tháng từ cái video cuối cùng của mình khi mình đăng tải lên YouTube là 6 tháng vừa qua rồi. Thì mình đã có một thời gian nghỉ ngơi dài. Thì nay mình đã bắt đầu mình quay lại làm YouTube. Thì trong 6 tháng vừa qua cũng có khá là nhiều biến đổi lớn, cũng như là mình có một cái cuộc hành trình về Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ kể với mọi người về trong cuộc sống của mình trong 6 tháng vừa qua nhé. Ok. Thì trước tiên thì lý do tại sao mà mình nghỉ thì trong cái cuộc sống không khi mà mình làm việc cũng có nhiều thứ áp lực trong công việc, cũng như mình cảm thấy mình mất cân bằng với cuộc sống giữa công việc, gia đình và cũng như là làm YouTube. Mọi người nhiều khi thấy YouTube một cái đoạn video clip thấy ngắn ngắn vậy thôi, nhưng mà thực ra mà khi mình quay và mình chỉnh sửa nó rất là mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà khi mà cái công việc mình bận rộn lên là mình bị áp lực nhiều quá thì mình bắt đầu mình calm down lại, là mình cảm thấy là mình không có thể nào mà mình làm được nữa, cho nên mình thấy nó ơi chắc quá nhiều áp lực rồi, cho nên mình thôi mình nghĩ mình tạm dừng. Cái điều thứ hai nữa là tại vì mình không có còn cảm thấy hứng thú nữa khi mà làm YouTube, tại vì giống kiểu mà kế hoạch ban đầu mình định ra là mình sẽ làm YouTube vì mình cũng đã nói qua rồi, thì mà mình muốn kết nối với bạn bè, mình muốn có những cái mối quan hệ xã hội, bạn bè anh quen biết nhiều hơn. Tại vì một cuộc sống khi mà mình dưới lúc mà mọi người biết lúc mà mình còn ở Toronto á, thì mình không có bạn bè gì cả, cho nên mình mới khi mình chuyển qua Calgary mình lại muốn mình có nhiều mối quan hệ lên, sao tự nhiên mình cuộc sống mình buồn chán quá, thì đó cho nên mình mới làm kênh YouTube. Điều thứ hai là khi mà mình tìm hiểu về Calgary á, nhưng mà mình lại không có cái gì để mà không có ai để mình hỏi cả về cái cuộc sống như bây giờ. Nếu như bây giờ thì mọi người khác rồi, các cái hội trang mạng của Karim thì phát triển rất là mạnh, cho nên mọi người có thể hỏi bất cứ cái gì, nhưng mà tại thời điểm đó thì mình lại không có nhiều thứ để hôm nay mình không có nhiều người để mình hỏi á. Cho nên mình cũng muốn làm những cái YouTube mà về cái cuộc chia sẻ về những vấn đề đó, để cho những người mà cũng muốn chuyển về đây có thể mà có biết thêm chút ít thông tin. Thì thứ ba là mình muốn lưu trữ những cái khoảnh khắc của hai đứa con gái của mình, hay là chồng mình là cái thích sở thích chụp hình lắm, cho nên khi mà mình suy nghĩ mình nói gì chụp hình là mình làm quay video thì nó sẽ sinh động hơn, cho nên khi mà mình đạt được ba yếu tố đó mình cũng lưu lại, đúng rồi, lưu lại được rất là nhiều kỷ niệm rồi rồi các mối quan hệ bạn bè mình lại có được những cái mối quan hệ rất là chất lượng. Rồi khi mà mình chia sẻ lên cũng đã kiểu mà giúp được rất là nhiều các bạn anh chị cô chú bác mà những cái tỉnh khác muốn quay về Calgary, cũng có comment động viên và hỏi thăm đủ thứ hết trơn á. Thì đó mình cảm thấy mình đã đạt được rồi, cho nên khi mình đạt được mình cảm thấy là nó lại không có còn niềm đam mê, nó không còn hứng thú hay là mình làm gì một cái lý do gì nữa, cho mình cảm thấy khi mà mình công việc nó đến nó làm nhiều áp lực nữa. Thì giống như mọi người cũng đã biết, nhưng mà mọi người chưa biết thì mình nói cho mọi người nghe. Thì mình vừa làm sơn, mình làm sơn ở công ty chính, thì sau 4 giờ thì bắt đầu mình sẽ làm thêm sơn, mình có những job ở ngoài nữa cùng với những cái anh em của mình nữa, thì cũng nhờ YouTube thôi, tất cả là nhiều nhờ YouTube hết trơn á, thì nó mới có công việc. Thì sau đó có những cái ngày mà nghỉ, ngày mà mình gọi mình được nghỉ á, thì mình sẽ book hẹn cái khách hàng mà muốn xăm hình, tại mình có làm tattoo nữa. Thì vào những cái ngày nghỉ đó cuối cùng coi như là một tuần là mình bận hết luôn, không phải là tuần nào mình cũng sẽ bận, nhưng mà đa số là cái thời gian mà nói chung là đỉnh điểm là hè năm ngoái á, là không có cái ngày nào mà mình rảnh hết cả, cho nên mình bị cả áp áp lực cho bản thân mình á, cho nên mình thấy là mình phải bỏ những cái thứ mà không cần thiết đi, cho nên mình nói ok YouTube mình làm mình cũng ok rồi, cái giá trị trong đó cũng có rồi, giúp đỡ mọi người cũng có rồi, bạn bè cũng có rồi, con cái cũng vui rồi, cho nên mình cảm thấy mình dừng. Thì còn cái lý do mà tại sao bây giờ mình đã quay lại mình làm YouTube một lần nữa, đó là vì trong khoảng thời gian 6 tháng mình không có làm YouTube á, thì có 3 tháng là mình ở Việt Nam rồi, mình đã làm một chuyến về Việt Nam cùng với gia đình mình, hay những anh chị á, mà đã coi YouTube của mình ở Việt Nam á, thì mình ra đường mình cũng có cơ may may mắn mình gặp được những anh chị thực sự là rất rất là tâm lý, họ cũng có cổ vũ mình, họ khuyên, họ ủng hộ mình, họ kêu mình làm lại. Giờ đến khi mà mình quay trở lại Calgary cũng vậy nữa, thì mình cũng gặp được những cái cô chú bác rất là dễ thương. Mình ra rồi họ mình đang giống như bữa mình mới đi ăn sushi cũng vậy, mình vừa mới về mình ăn sushi cái tiệm mà mình hay ăn, mình vừa mới ăn xong bước ra cái quầy tính tiền, cái đằng sau có một chú lớn tuổi, mình nghĩ chắc cũng phải tầm 40 bốn mấy rồi, thì chú cứ xong cái chú đó nhìn mình chú cười ê. Vậy nè, cái mình cũng
mình cũng đơ cái, nhưng đột nhiên mình đơ lắm đó. Ủa? Ủa kêu mình á, tại vì đằng sau mình còn có một người nữa, nó kêu mình cái mình cũng hết hồn, mình quay lại cái mình nhìn chú đó, xong mình lại nhìn cái người đằng sau của mình, khi mà mình nhìn và chú đó nói đừng làm YouTube vào cái đó, dạ, nó ủa sao không làm nữa con, làm đi, nhớ làm nha, nhớ làm nha. Xong chú đưa tay dùng kiểu mà chú muốn quay về bàn nha, chú nhớ làm, khi đó mình dắt hai đứa nhỏ nhớ làm nha con, nhớ làm không. Và cái nụ cười đó cực kỳ là thân thiện, cái cực kỳ dễ thương luôn, kiểu mình cảm thấy ấm áp á. Rồi đây cũng đó mà là lần đầu tiên mà khi ra ngoài mình gặp được những người á, giống như một lần mình đi ăn phở cũng vậy, lúc mà mình vào ăn phở gần nhà mình, cái cô chủ tiệm đang coi cái video của mình, là cái anh làm bếp cũng đang coi cái video mình ở trong bếp luôn. Thì vào nó trời ơi cô ở đây trong trong cái tiệm ai cũng coi nè, cái thằng làm bếp trong kia cũng coi nữa, cái cô chạy vô cái cầm cái điện thoại của anh bếp cái anh cô đưa cho mình nữa, nè đang coi. Mình cảm thấy tự nhiên mà mình cảm thấy ồ có vẻ như là ngày xưa mình không có nghĩ đến, nhưng mà khi mà mình nghĩ tới ồ có vẻ video mình cũng có cái giá trị, mình đâu có đơn giản là nó chỉ là lưu lại những khoảnh khắc thôi, nhưng mà nó còn là cho mình một cơ hội mới tiếp cận tới những cái khách hàng, cũng như là cô anh chị chú bác, những người nào muốn sơn nhà, cũng như cho mình cảm thấy là mình có giá trị. Tại khi mà video mình không có lưu lại được kỷ niệm, nhưng mà khi người ta coi người ta cảm giác là vui vẻ, người ta kiểu mà người ta thích thú với cái video của mình, thì đó là một cái vấn đề là về tinh thần rồi. Cho nên mình không có đeo áp lực hay mình làm một cái video mình cũng có thể nói là tích cực. Cho nên mình cảm thấy là ô đột nhiên mình cảm thấy là ô mình cảm thấy tự nhiên mình muốn làm lại đó, mình muốn có đem một cái giá trị nào đó cho người ta, cho dù ít hay nhiều chăng nữa, cũng giống như hạnh phúc khi mà người ta coi video của mình, người ta thích thú với video của mình, tuy rằng nó là chỉ là những cái khoảnh khắc mình chia sẻ đơn giản thôi, nó cũng không có cầu kỳ, cũng không có gì cả, mình cảm thấy ồ tự nhiên mình ấm lòng quá, cho nên mình suy nghĩ mình cũng muốn mình quay lại. Và sau một cái khoảng thời gian đó mình về mình gặp cũng có rất là nhiều, mình gặp cũng được vài người coi video vlog của mình ở Việt Nam, họ cũng khuyên, và có những người thật sự rất là giỏi luôn, họ đang chuẩn bị để qua bên đây thì rất rất là giỏi luôn, nhưng mà họ vẫn có cho mình cái thời gian, họ vẫn dành vài tiếng đồng hồ để uống cà phê nói chuyện với mình về cuộc sống, cuộc đời, cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm họ đã từng trải. Bản thân mình cũng thấy là đột nhiên mình nhờ YouTube mình mới có những cái buổi ngày hôm nay nè, nhờ YouTube mình mới gặp được những cái con người này, chứ thực ra để nó một cái người mà xa lạ gặp nhau mà chia sẻ với nhau về cái những cái thứ đó khó lắm. Giống như là kiểu mà mọi người giống như là ngày xưa mà cha mẹ hay la mắng mình cũng vậy đó mọi người. Mày là con tao tao mới nói, chứ mà nghĩ tao có hay bị nó nói người ngoài không, nó nói những câu tương tự vậy. Không có ai mà chia sẻ mà thực tâm ngồi một buổi cà phê với lại một cái người mà mình không có quen biết gì cả, hoặc là cái buổi gặp đó không có mang lại giá trị gì cả. Khi mình ngồi mình suy nghĩ làm YouTube cho mình nhiều thứ, tại từ năm ngoái thì mình làm 11 căn nhà, mình làm được 11 căn nhà mà khoảng chừng tới 3 đến 5 căn, mình không nhớ rõ cho lắm, 3 đến 5 căn là mình không gặp được chủ, mình chỉ gọi qua FaceTime, rồi có những người không FaceTime luôn, họ chỉ gọi qua điện thoại thôi. Có cô chú đó là rất rất là nhiệt tình luôn á, rất cực kỳ nhiệt tình luôn. Vì bản thân mình không có nghĩ là mình làm một cái gì đó để mở rộng vì kinh doanh cả, thực tế là như vậy. Mình cứ đầu mình có suy nghĩ đúng, nhưng chỉ có ba tiêu chí hàng đầu thôi, mình không hề suy nghĩ cái vấn đề cả. Nhưng đột nhiên cái YouTube nó đem lại cho mình rất là nhiều cơ hội, không phải về tiền không, mà về cái mối quan hệ, mà cũng như là về cái công việc nha. Nó phát triển lên, cảm như mình cảm thấy là một con người mình phát triển lên rất là nhiều nhờ YouTube. Cô chú gặp không có gặp mặt, chưa có gặp mặt mà chưa chỉ coi YouTube của mình thôi. Rồi sau khi đó thì cái anh realtor đại diện cho cô chú mua nhà ở Cary thì ảnh cũng có thợ sơn, tất nhiên là cái realtor nó sẽ có một cái team làm việc với những anh construction hoặc là những cái người làm về cái nghề cái mảng xây dựng, thì cô chú lại không chọn cái bên thứ ba của cái anh realtor mà lại chọn mình. Cho nên mình cảm thấy là sao mà người ta có thể tin tưởng mình đến như vậy á. Mình chỉ đến mình gặp được cái anh realtor, tại cô chú cũng ở xa, cô chú không có đến, cô chú đưa đưa chuyển khoản tài khoản qua cho mình khi mình làm xong giờ chọn nào, bất cứ cái gì từng tật là qua phone hết nha. Thì mình cảm thấy là cái giá trị thực sự trong cái video của mình là cái gì, không phải duy nhất là nó chỉ tích tụ trong cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ của mình, mà cái giá trị nó rất là lớn lao. Cho nên mình cảm thấy là nhờ nhờ YouTube mình có được nhiều thứ,
Cho nên bây giờ mình sẽ quyết định mình quay lại nhờ YouTube một lần nữa. Thì lần này mình sẽ nhờ nó là quay lại nâng cao bản thân mình hơn, giúp mình nâng cao kỹ năng mình hơn. Tại vì YouTube nó cũng là một dạng giống như kiểu mà video đi, mình có thể mình coi lại những cái thứ mà mình đã từng trải qua để mình rút kinh nghiệm từ từ. Thì bản thân mình cũng nghe lời ba mẹ biết bao nhiêu lâu, mình ở đây cũng 7 năm rồi. Nhưng tiếng Anh mình thật sự rất là tệ. Thì nhiều anh chị cô cứ nói cái mình cái vụ mà video với đề video đó đó, mình cứ vậy. Tại vì nó là thành một thói quen rồi. Mình không có thể nào mà mình sửa được ngay á, cho nên nó thành kiểu mà phản xạ. Cứ mỗi lần mình mở miệng ra mình nói video video hoài. Cho nên mình phải tập trung thôi, tại vì mình đã bị kiểu giống như là nói vào vào trong tri thức rồi đó, cho nên mình bắt buộc phải nâng cao lên. Và mình cũng phải lấy quốc tịch nữa. Mình đã ở 7 năm mà giờ mình đã có quốc tịch rất là lâu rồi mà mình chưa được nữa. Cho nên mình muốn nhờ YouTube một lần nữa là thúc đẩy bản thân mình lên. Kiểu như tại vì YouTube mà mình up lên đó mà mình làm không được á, thành ra thành nó xạo. Đúng không? Cho nên bắt buộc vì không muốn bị mà bể mặt hay bắt buộc mình phải thực hiện được. Thì hiện đây thì trong cái thời gian mình làm á, mình làm công việc mọi người biết là xây dựng ngày rất là cực, cho nên cái sức khỏe mình cũng đã đi xuống rất là nhanh. Mình cảm thấy là mình rất là mệt mỏi về tư tưởng, tinh thần cũng như là sức khỏe mình đi xuống rất là nhanh, tại mình làm việc quá quá nhiều á. Thì cho nên lần này mình sẽ thay đổi bản thân, thì đó giúp mình bây giờ hiện tại thì mình vẫn chưa chưa có cái plan gì cả, nhưng mà bây giờ mình muốn là như vậy, mình muốn cải thiện cái sức khỏe của mình cũng như cái tiếng Anh của mình. Đó là những điều mình muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay, cũng như là gửi đến mọi người một lời chào. Mình đã quay lại, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Bye bye mọi người ơi, đây đây mình đang edit cái video của mình, anh lại lại video này mà. Video của mình nữa. Mình biết là mọi người sẽ khó chịu về cái vần mình hay cái video, nhưng mà mình đang cố gắng tập cho nên mọi người thông cảm. Thì đây mình đang coi edit nè. Mình edit cái khúc này mình mới thấy là mình ngồi mình nói chuyện mình kêu là video. Trong khi đó là mình đang muốn cải thiện tiếng Anh của mình cứ video, cho nên mọi người nếu mà coi tới khúc này mọi người khó chịu thì bỏ qua nha. Mình sẽ cố gắng hết sức cải thiện tiếng Anh của mình tốt hơn nữa. Bây giờ là video nha. Video nha mọi người nha, xin lỗi mọi người và cái tí xíu sạn trong cái khúc này, mọi người thông cảm nha.